sửa xong rồi đó. Xe tôi nãy nằm yên bên này, giờ mới sửa xong. Hello, chào tất cả các bạn. Hôm nay ta tiếp tục cái phần tiếp theo. Hồi nãy là xe bị hư, tức là bị tắt máy, ống dẫn dầu không qua được, và tài xế phải ngồi sửa khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và bây giờ chúng ta tiếp tục cái phần tiếp theo. Các bạn cố gắng theo dõi nha. Bạn xem bắt tài tời nè, tài để xem mắc lại được phải tời. Tời hả? Cân chưa? Cân cũng eo nhiều quá mà. Rồi, dưới đất chơi thời đó các bạn ơi. Tiếp tục. Ô đi. Trời mưa quá. Đầu dài hơi càng quá, nguy hiểm. Dễ bứng gốc quá đi. Lên được rồi các bạn ơi. Lên được rồi. Wow, quá nguy hiểm.
mưa quá trời ơi, tôi quay đi hư máy máy của tôi quá trời. Rồi các bạn xem cái đường cắt sình lại không nè, quá sình lại luôn. Đấy, làm sao xe mà không mắc lại mới lại lạ đó.